Đây là buổi phỏng vấn về chương trình AlterKey và đây là gia đình có em bé làm AlterKey ở đây. Dạ chào cả nhà, thì trước hết có thể giới thiệu sơ qua về gia đình của mình hôm nay được không ạ? Lieutenant Kevin. Dạ. Jonathan. Jonathan, Jonathan làm AlterKey ở đây phải không? Thì trước khi làm AlterKey đó thì gia đình mình có mối quan tâm hay lo lắng gì về cái chương trình này không ạ? Thì bình thường là không, tại có nghe qua mấy cái chương trình này rồi có đi qua mấy cái seminar nhà thử của chỗ khác, nhưng mà nghe người cơ dân giới thiệu là chỗ này làm better cho nên mới qua bên đây. Dạ, thì gia đình mình có biết độ cận của Jonathan trước khi làm AlterKey không? Trước đó là chưa, nhưng mà sau khi mà đi vô mấy cái chợ mà nó có mấy cái chữ mà cho nó đọc đó, thì có một mắt nó đọc được, một mắt nó không, cho nên mới nghĩ là nó cần mắt kiến. Dạ. Thì Jonathan đã đeo AlterKey lens được bao lâu rồi ạ? Từ lúc đó cho tới bây giờ là 1 tháng. Đã đeo 1 tháng rồi. Thì sau đêm đầu tiên đó thì thị lực của Jonathan có thay đổi không? Độ thì không có lên, vẫn là bình thường, nhưng mà bây giờ thì không cần phải đeo mắt kính. Dạ. Thì anh chị có lời giới thiệu hay là dự định giới thiệu thêm về phương pháp này với người thân bạn bè, hay là có lời khuyên nào với các cha mẹ mà có con cái cũng bị cận thị như là Jonathan không ạ? Nó recommend là nếu mà mình có con cái mà cận mà còn nhẹ khoảng chừng 1 độ hay là 1,5 độ thì nên làm để cho nó đừng có lên. Cái thứ hai nữa là để cho nó có thể chơi được thể thao, với là bài này nó không cần phải đeo mắt kính. Dạ vâng. Thì trước khi kết thúc đó thì mình có lời chia sẻ hay đóng góp gì với văn phòng và bác sĩ James Trương không ạ? Thì gia đình Jonathan rất cảm ơn bác sĩ James đã có một cái số bệnh này rất là tốt cho mấy đứa con nít. Recommend là nếu mà nhiều family mà biết được nên tới để mà làm, nên hỏi bác sĩ James là phải làm sao để giúp cho con. Dạ, cảm ơn anh chị. Thank you, Jonathan.